Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì đến với cái trận đấu ngày hôm nay của chúng ta, mình lại tiếp tục đi solo squad danh thôi. Đó. Trước mặt mình là hai chú voi hồng rồi. Kèm theo đó là hai bạn nhảy dù nữa. Khu cẳng lớn ngày hôm nay thì chắc là phải đến hai team anh em ơi. Nhanh nào. AK này. Tưởng luôn giáp 2 rồi anh em ơi. Máu này. Ok, cái chảo nữa rồi. Pha mát luôn. Đó. Giờ chỉ thiếu mỗi cái súng cận chiến thôi. Kia kìa, một bé voi hồng này. Trời ơi. Cái khẩu pha mát mà bắn không có tay cầm thì đừng có hỏi luôn. Không trúng người một viên nào. Cũng không khác gì khẩu AK. Rồi. Bạn ấy vẫn lút đồ rất là nhiệt tình. Mình sẽ rời bỏ khu cảng lớn thôi. Đi tìm chỗ khác thôi. Đó. Nhà trước đó cũng có người kìa. Rồi, bạn ấy bắn mình luôn rồi. Hôm nay chỗ đây tự nhiên đông vui vậy. SKS này. Mình sẽ bắn tạm khẩu SKS vậy. Tại vì khẩu SKS thì đầu game nó sẽ không bị giật. Anh em bắn cái khẩu SKS này dù có tay cầm hay không có tay cầm thì nó cũng không bị giật nha anh em. Ok. Một bé đã gục. Giết luôn, tránh cái trường hợp bị KS anh em ạ. Bên căn nhà đá này cũng có người. Trước mặt vẫn còn người kìa. Hiện tại thì mình vẫn chưa có một khẩu súng cận chiến nào để mình công lên cái nhà đá bên cạnh kia. Nãy giờ gặp nhiều cái băng đạn hai ghê luôn. Có tăng giáp kìa. Không biết là có nên ra lấy hay không đây. Ôi. Bé voi hồng bạn ấy bắn gắt vậy. Mới bắn được bạn ấy vài viên thôi mà bạn ấy dã cho mình nhấc người lên rồi. Đâu rồi? Bé voi hồng đâu rồi? Trong căn nhà chữ L cũng có người luôn kìa. Đây rồi. Súng cận chiến đây rồi. À, một bé voi hồng đang định nhờ chạy đến sơi mình. Nào, các bạn lên hết đây. Bé voi hồng đầu tiên đã gục. Rồi, bị kết luôn. Bé voi hồng thứ hai. Ok, mình giết luôn được hai bé rồi. À, còn một bé nữa này. Giáp ba. Giáp 3 thì sống hộ cái. Rồi, nguyên một tem voi hồng luôn. Ok, clear. Clear nguyên một tem voi hồng luôn anh em ạ. Đó, mình sẽ chuyển qua bắn cá mập luôn. Đấy, thanh niên này có giáp 3. Bắn MP40 vào mà cứ trừ 6 trừ 7 không. Bắn ai đấy bạn ơi? Bạn định dình ai? Ok, còn thanh niên nào ở đây không nào?
Nãy bị KS mất một mạng cũng hơi đen đen anh em ạ. Khu này clear chưa nhở? Để mình ra mình nhặt cái tăng giáp phát. Bo thì đang bắt đầu thu vào rồi. Ok. Mấy bạn này lụm nhiều đồ ở cái khu càng lớn thế mà không có bạn nào có đồ ngon cả. Cái tăng giáp thì bị ăn mất rồi. Nãy mình nhìn cái xác mình cứ tưởng cái tăng giáp cơ. Hóa ra là bị một thanh niên nào đấy ăn mất rồi. Hơi buồn anh em ạ. Để xem thanh niên trên cái nhà chữ L này xem có đồ gì không. Alo ba, tạm gọi là ngon anh em ơi. Rồi, thanh niên nhặt tới hai khẩu M60. Đó, 5 quả bom keo, khá là ổn rồi. Giờ thì mình sẽ chạy dần dần vào bo thôi. Bo đang thu rồi mà. Đây rồi anh em ơi. Cái tăng giáp đây rồi. Mày thế không biết. Cái khu vực này thì hên xui là sẽ có cái tăng giáp. Vậy nên là anh em mà nào mà nhảy ở cái khu vực thung lũng thì nhớ ghé qua cái chỗ này nhá. Biết đâu lại được thêm cái tăng giáp mà có khi còn được thêm cái mũ ba nữa thì thôi rồi. Rồi. Đi đâu mà vội mà vàng. Thanh niên này bỏ rơi đồng đội luôn à. Này thì bỏ rơi đồng đội này. Đó, giờ xuống hốt xác hai thanh niên này thôi. Ham lút đồ lắm làm gì. Rồi cuối cùng lại bị chết. Cứ lút vừa phải thôi, rồi kiếm chỗ nào nấp vào trong bo sớm lên một chút. Đừng để cái bo thu với lại chạy bo nhá. Anh em thấy không? Cái bo 1 nó chưa thu xong mà còn có 11 người. Anh em bắn cái gì mà ghê vậy? Có khi cái bo thu xong chắc còn 10 người quá. Sợ thật luôn. Ok, như vậy là sau khi cái bo 1 thu xong, chúng ta còn có 11 người. Cái mức độ bắn nhau trong cái trận này thì đừng có hỏi rồi. Mà đây lại còn là một trận đấu squad. Không phải đánh solo nhá. Đây là squad thôi. Mà anh em nhảy ở đâu mà gặp nhau giết người, giết nhau dữ vậy. Cái bo thì nó lại cách xa mình cả ngàn cây số rồi. Taking
vào bo thế nào. Còn 10 thanh niên nữa thôi. Có khi trận đấu của ngày hôm nay của chúng ta lại kết thúc sớm mới chứ đùa. Bên dưới này có bắn nhau này, xác xe với xác người nằm la liệt ở bên dưới này cả. À, cuối cùng thì mình cũng tìm thấy khẩu pha mát của mình. Cứ nghĩ là có thanh niên trên nóc cái nhà kia, nhưng mà không phải anh em ơi. Mình bật ngắm lên nó không bắt tâm vào người. Đợt này thì đang có cái skin súng Famat vũ trụ gì gì đấy, mạnh lắm anh em ơi. Nào là tăng đam rồi tăng tầm xa, lại còn giảm thì giảm có mỗi cái tốc độ thay đạn thôi. Một bé voi hồng nữa ra đi này. Nào cứu đi, cứu đi, cứu hộ đi. Bây giờ mình xem, để xem bạn ấy chạy đâu. Ok, một tem nữa đã bị clear. Gọi thính làm gì để cho mình biết mình tới chứ. Ôi, không lưu anh em ơi. Bố láo. Ok, xong rồi. Chết mà vẫn cầm phóng lựu luôn. Xem có đạn, còn đạn phóng lựu không nào. Hay quá anh em ạ, còn 2 viên. Tuyệt vời. Bạn ấy mới bắn đi mất có 1 viên thôi. Quá là tuyệt vời. Ông kêu rất nhiều. Tay ba luôn này, giảm thanh luôn. Thanh niên này thì lại có bom nổ 3 quả. Thanh niên ở đây thì có gì không? Quá là tuyệt vời. Lại là thêm mấy viên phong lựu nữa rồi. Trận này thì là easy rồi. Hiện tại thì chúng ta còn 5 thanh niên thôi, 4 thanh niên. Như vậy là có khi thì mình sẽ phải đối đầu với một team 3 người. Mạng bắt đầu lag rồi. Hoặc là mình sẽ không bị ai bắn lúc mà mình đang lag. Ok, giảm dần rồi anh em ơi. Giảm rồi, giảm rồi. Ok, mạng đã ổn định lại rồi. Mặc dù là nó không được thấp cho lắm, nhưng mà thế này cũng ok rồi. Nào, một team cuối cùng còn đang ở đâu? Không biết là các bạn ấy đang ngự ở đâu rồi. Giờ thì còn mỗi một việc là chờ đợi thôi. Xem mấy bạn ấy có chạy bo từ hướng này vào không. À, có bắn nhau kìa. Thì ra là các bạn ấy không phải là chung một team.
Ok. Mình kê hoài vào cái đầu nhưng mà nó không vào đầu anh em ạ. Ok, xong. Hơi tiếc là chưa sử dụng được một viên phóng liệu nào. Đã được nhân giống rồi. Cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là an lành. Bye bye.